Khi ấy có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giêsu. Anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Đức Giêsu chặn lòng thương, giơ tay lược vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh được sạch." Lập tức bệnh phong biến khỏi anh và anh được sạch. Nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được làm sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-xê đã truyền để làm chứng cho người ta biết." Nhưng vừa đi khỏi, anh đã bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi, đến nỗi Đức Giêsu không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành, và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Kính thưa trại thượng tế, kính thưa cộng tòa, đã sinh vào trong cõi đời này, con người không ai thoát khỏi cái định luật của con người, của định mệnh con người, đó là sinh, lão, bệnh, tử, ai cũng phải chết cả. Nhưng trước khi chết thì phải rơi vào bệnh hoặc là lão. Và cái bệnh lão thì già già rồi từ từ tất cả các máy móc trong cơ thể của con người cũng phải dừng hoạt động và con người chết. Và trong mỗi người chúng ta ít nhiều gì ai cũng mang trong mình ít là một hai chứng bệnh nào đó. Nhưng mà đau khổ nhất có thể nói rằng rơi vào bệnh phong cùng. Từ thời cựu ước qua bài đọc trong sách Lê Vi mà chúng ta vừa nghe, những người bị bệnh phong cùi được cư xử một cách rất là nghiệt ngã. Những người bị bệnh phong cùi thì không được hội nhập với cộng đoàn, mà họ phải đi ra ngoài một nơi xa để mà ở, và đi đâu cũng phải nói rằng là mình bị phong cùi để cho người ta tránh khỏi bị lây. Và ngày hôm nay trong trang tin mừng Thánh Marco, Thánh Marco kể lại cho chúng ta có một người bị mắc bệnh phong cùi và vượt qua cái gọi là cái luật của con người để mà tránh xa những người đồng loại. Thì với lòng tin, chàng thanh niên này đã chạy đến và tin vào quyền năng của Chúa Giêsu, và anh ta đã xin Chúa để cho Chúa chữa lành cho anh. Anh ta đã vượt qua những cái rào cản của con người để chạy đến với Chúa, và với lòng tin ấy, Chúa đã chữa lành cho anh. Và ngày hôm nay, thế giới dường như đã gần như là trừ được bệnh phong cùi, và ngày hôm nay ít người bị, còn lại một số thôi. Và hình ảnh của anh chàng bị phong cùi ngày hôm nay, khi chúng ta soi lại, chúng ta không bị bệnh phong cùi giống như anh ngoài thể xác, nhưng có thể chúng ta bị phong cùi về phần tâm hồn của chúng ta. Chính vì cái tội lỗi đã làm cho chúng ta ngăn cách khỏi anh chị em, và đặc biệt khỏi Thiên Chúa, bởi vì cái bệnh mà chúng ta mang trong người. Chúng ta thấy những ngày cuối năm, nhiều người đã trở về quê để sum họp với gia đình, và chúng ta thấy trên các phương tiện thông tin đại chúng đường xá nghẹt. Lý do cơ bản bởi vì ai cũng nghĩ mình là nhất, và ai cũng cho mình là nhất, và đường tôi đi. Và chính vì thế, đường nó đã nhỏ nhưng mà lòng người nó hẹp, để rồi kẹt xe,
Kẹt xe nguyên nhân chính là do lòng người chứ không phải là do lòng đường. Bởi vì ích kỷ của mỗi con người đã làm cho con đường nó hố hẹp, cuối cùng nó lại hẹp hơn. Bởi vì cái tôi của mỗi người nó quá lớn, và ai cũng nghĩ mình là nhất và mình có quyền để đi, và cuối cùng không ai đi được cả. Chính vì con người đã làm cho tắc nghẽn, không đến được với nhau và không đi được như bình thường, bởi vì cái tôi của mỗi người. Còn vài ngày nữa chúng ta kết thúc một năm cũ, chúng ta bước vào một năm mới. Trong thói quen của gia đình chúng ta dọn mộ mã một phần cho ông bà cha mẹ của chúng ta, việc làm đó rất tốt. Chúng ta cũng dọn dẹp nhà cửa của chúng ta rất tốt, nhưng chúng ta cũng đừng quên dọn lòng của chúng ta. Nhiều khi trong gia đình của chúng ta, con cái, anh chị em, vợ chồng với nhau, mình không đủ can đảm để mình nhìn nhận ra cái khuyết điểm, nhìn ra cái bực của mình, giống như anh chàng Phong Bùi ngày hôm nay. Nếu như trong cái mặt cảm tội lỗi, anh chàng Phong Bùi sẽ không đến với Chúa, và chắc chắn anh sẽ không được chữa lành, bởi vì anh không dám công nhận cái bực Phong Bùi đó trước mặt Chúa. Mỗi người chúng ta cũng vậy, chúng ta vẫn thường che lấp bằng những cái gọi là bên ngoài chúng ta rất hay, thậm chí không ai biết được, và chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng thấu tỏ lòng của mỗi người chúng ta. Ngài biết được tâm hồn của chúng ta hơn ai hết. Và những ngày này chúng ta dọn dẹp nhà cửa, nhưng cũng đừng quên dọn dẹp cái tâm hồn của chúng ta. Có những khi chỉ vì cái ích kỷ của chúng ta, chỉ vì cái tính, cái tôi của chúng ta quá lớn để làm tắc nghẽn cái lưu thông tình nghĩa anh chị em gia đình với nhau, lối xóm với nhau. Và rồi chúng ta vừa thấy Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô cái tâm tình của Ngài. Ngài khuyên mỗi người chúng ta rằng là trong tất cả mọi việc, dù ăn, dù nghỉ, dù làm cái gì, hãy bắt chước Ngài. Mà thật sự không phải là bắt chước Ngài, mà là bắt chước Đức Kitô. Để rồi mình cố gắng làm đẹp lòng mọi người, không làm tìm cái gì riêng cho mình cả, để tất cả đều được ơn cứu độ. Ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban là Thiên Chúa ban cho mọi người, trong đó có tất cả mọi người chúng ta. Và chắc có lẽ chúng ta, Chúa cũng không muốn và chúng ta cũng không vui gì nếu như chúng ta được cứu độ một mình chúng ta. Ơn cứu độ là ơn cứu độ phổ quát cho mọi người, và mỗi người chúng ta cố gắng trong cái hành vi nho nhỏ của mình. Có thể khi mình đi ra đường, mình đừng lớn tuyến, mình nhường nhau. Bởi vì ai cũng nghĩ rằng là tôi đi, chuyện của tôi mắc mớ gì. Nhưng mà nếu mà ai cũng suy nghĩ như thế, thì đường nó càng hẹp hơn. Mọi người chúng ta là người kia tôi hùng, trong cái hành vi nho nhỏ của mình, chúng ta có thể nói lên cho mọi người bằng cách rằng chúng ta sống đúng cái lương lý, đúng cái đời sống yêu thương. Như Thánh Phaolô mời gọi, anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đức Kitô, là tôi bớt đi cái tôi của mình. Trong gia đình của chúng ta, trong những ngày xuân về, năm hết Tết đến, chúng ta cũng bớt cái tôi của mỗi người chúng ta, để chúng ta hòa mình với mọi người trong gia đình. Còn những cái gì đó khúc mắc giữa vợ chồng, con cái, anh chị em với nhau, xin cho mỗi người chúng ta can đảm chạy đến với nhau, để chúng ta làm thông suốt cái tình thương từ trong gia đình chúng ta, trong họ đạo chúng ta. Có như vậy thì chúng ta mới hưởng một cái mùa xuân mới được tràn đầy tình thương của Chúa, và đặc biệt ơn cứu độ của Chúa trên mỗi người chúng ta.